trực thăng Mi-24 giờ ở Belarus. Quan chức phương Tây nói, giai đoạn đầu của phản công của Ukraine không như kỳ vọng. Đồng minh của ông Putin kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân sau cuộc tấn công của Ukraine vào cầu nối Kherson và Crimea. Lý do Nga mất 5 cá sấu bay K-52 trong 4 ngày ở chiến trường Ukraine. Phương Tây nhất trí viện trợ Ukraine 66 tỷ đô la Mỹ tái thiết đất nước lãnh đạo Mỹ ấn nhất trí nhiều thỏa thuận quan trọng. Mỹ thắt chặt thị thực với người giúp tội phạm trốn tránh pháp luật. Cả 5 người trên tàu lặn Titan dần mất tích đã thiệt mạng. Quý vị đang theo dõi một tin nóng ngày 23 tháng 6 của DKN. Kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là diễn biến xoay quanh cuộc chiến Nga và Ukraine. Chiều 22 tháng 6, một trực thăng Mi-24 đã rơi tại Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus báo cáo rằng, vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều, chiếc trực thăng của Nga đã rơi tại quận Baranovsky. Các thành viên phi hành đoàn đều bị thương. Bộ Quốc phòng Belarus không cho biết chiếc trực thăng bị rơi của bên nào. Trong giai đoạn đầu của phản công của Ukraine kém thành công, trong khi các lực lượng Nga đang thể hiện tốt hơn so với dự đoán của phương Tây. Thông tin này được hai quan chức phương Tây và một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói về hãng tin CNN. Một trong những quan chức cho biết, cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng được kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào. Theo đánh giá của phương Tây, các tuyến phòng thủ của Nga đã được củng cố vững chắc, khiến lực lượng Ukraine khó có thể chọc thùng. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã thành công trong việc phá hủy thiết giáp Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và mìn, đồng thời khai triển sức mạnh không quân hiệu quả hơn. Một trong những quan chức phương Tây cho biết, lực lượng Ukraine đang tỏ ra dễ bị tổn thương trước các bãi mìn và lực lượng Nga có năng lực trong việc phòng thủ. Các quan chức cảnh báo rằng cuộc phản công vẫn đang ở giai đoạn đầu. Mỹ và các đồng minh vẫn lạc quan rằng lực lượng Ukraine sẽ có thể lấy lại được lãnh thổ. Mỹ và các đồng minh có thể sẽ đợi đến ít nhất là đến tháng 7 để đánh giá đầy đủ hơn về tiến độ của cuộc phản công. Cuộc phản công này được coi là rất quan trọng để xác định bên nào giành được chiến thắng cuối cùng. Ngoài ra, các quan chức này cũng lưu ý, các lực lượng Ukraine đã thích nghi với các chiến thuật và hệ thống phòng thủ của Nga, bao gồm cả việc thực hiện nhiều hoạt động đổ bộ hơn. Trong những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine cũng đã thành công hơn trong việc nhắm mục tiêu và bắn hạ máy bay Nga. Một trong những quan chức phương Tây cho biết, cuối cùng cuộc phản công gây khó khăn cho cả Ukraine và Nga. Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Phản ứng trước những đánh giá trên của phương Tây, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 22 tháng 6 nói rằng, cuộc phản công thậm chí còn chưa bắt đầu một cách nghiêm túc và còn quá sớm để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch. Quan chức Ukraine nói với CNN rằng, còn quá sớm để đánh giá quỹ đạo tổng thể của cuộc phản công. Quan chức này nói thêm, các hoạt động định hình vẫn đang được tiến hành và cuộc phản công sẽ không thể được đánh giá cho đến mùa thu hoặc mùa đông. Ông Vladimir Solovyov, đồng minh của tổng thống Vladimir Putin và là một nhà tuyên truyền nổi tiếng, ngày 22 tháng 6 đã kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sau khi quan chức Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa Storm đầu tập kích cầu nối giữa bán đảo Crimea và tỉnh Kherson. Trong suốt cuộc chiến ông Solovyov đã nhiều lần kêu gọi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ngày 22 tháng 6, ông cho biết cuộc tấn công ở Crimea là một ví dụ khác về lý do tại sao Nga nên sử dụng loại vũ khí này. Nhà tuyên truyền Solovyov nói rằng Nga không còn lựa chọn nào khác nữa. Theo ông, Moscow phải quét sạch trung tâm ra quyết định của Ukraine. Đồng minh của Tổng thống Putin nói thêm, Tôi không hiểu tại sao chúng ta không sử dụng toàn bộ kho vũ khí và mọi thứ chúng ta có Tại sao lần nào chúng ta cũng nghĩ ra một số hạn chế cho bản thân? Nếu vũ khí hạt nhân chiến thuật của chúng ta mang lại lợi thế, có lẽ đã đến lúc sử dụng. Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc ông Soloviov truyền bá thông tin sai lệch từ Điện Kremlin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã viết trên trang web của mình rằng ông Soloviov có thể là nhà tuyên truyền năng nổ nhất của Điện Kremlin hiện nay. Trong những tháng gần đây, ông Soloviov đã tuyên bố rằng Nga nên tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân và bất kỳ quốc gia nào đang cố gắng bắt giữ ông Putin theo lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông cũng đã nhiều lần ủng hộ Moscow sử dụng khả năng hạt nhân của mình để chống lại các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine. Theo không quân Ukraine, Nga đã mất ít nhất 5 trực thăng tấn công K-52 kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2023 trên chiến trường Ukraine do thiếu hụt pháo. Tờ Defense dẫn lời chuyên gia chính trị, quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko nhận định do khu vực tác chiến thiếu hụt pháo nên Bộ Chỉ huy Nga phải tích cực sử dụng trực thăng. Ông lưu ý rằng trong hai tháng qua sự thiếu hụt này đã lên đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Vào tháng 5, lực lượng vũ trang Nga đã chịu tổn thất về số lượng pháo binh kỷ lục với 553 đơn vị bị phá hủy. Tính đến ngày 20 tháng 6, 414 đơn vị pháo của Nga đã bị phá hủy. Theo ông Alexander Kovalenko, bộ chỉ huy Nga không thể bù đắp cho những tổn thất về pháo binh trên chiến trường ngay cả khi họ khai triển các tổ hợp pháo lỗi thời của Liên Xô. Ông Kovalenko nói rằng, do đó lực lượng vũ trang Nga đã khai triển thêm trực thăng tấn công ở chiến trường phía Nam và sử dụng chúng như một phương án thay thế cho pháo binh. Do đó, các máy bay trực thăng của Nga buộc phải hoạt động gần các khu vực tiềm ẩn rủi ro và dễ bị hệ thống phòng không Ukraine tấn công hoặc có thể rơi vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa phòng không di động. Chuyên gia quân sự này nhận định, đối phó với trực thăng tấn công khó hơn đối phó với pháo, nhưng mặt khác, trực thăng không nhiều và cái giá của chúng hoàn toàn chênh lệch so với pháo. Ông Kovalenko nói thêm, chi phí của máy bay trực thăng chiến đấu K-52 thay đổi tùy thuộc vào các phiên bản sửa đổi, giao động từ 16 triệu đô la Mỹ đến 20 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, theo ước tính thận trọng, phi đội máy bay trực thăng của lực lượng vũ trang Nga đã mất 80 triệu đô la Mỹ chỉ trong tháng 6. Để so sánh, thì giá thành của một đơn vị pháo tự hành hiện đại hóa như 2S19 M-Star S sấp xỉ 1,6 triệu đô la Mỹ, thấp hơn 10 lần so với trực thăng K-52. AFP đưa tin, Hội nghị quốc tế về hỗ trợ Ukraine đã nhất trí cung cấp 66 tỷ đô la Mỹ để giúp ký íp tái thiết đất nước khi xung đột tàn phá. Ngoại trưởng Anh James Cleverly, người chủ trì Hội nghị quốc tế về hỗ trợ Ukraine, nói trong phiên bế mạc ở London ngày 22 tháng 6 rằng Tại hội nghị hôm nay, chúng tôi có thể công bố khoản viện trợ 60 tỷ euro, tương đương 66 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Cleverly nói thêm rằng khoản viện trợ cam kết này nhằm giúp Ukraine tái thiết đất nước trong ngắn hạn và trung hạn. Thủ tướng Ukraine cho biết, nước này đang tiến gần hơn khoản ngân sách 14,1 tỷ đô la Mỹ cần thiết. Con số này là ước tính của Ngân hàng Thế giới về ngân sách trước mắt mà Kyiv cần để tái thiết. Trong trung hạn, Ukraine sẽ cần hơn 400 tỷ đô la Mỹ để phục hồi nền kinh tế. Thủ tướng Smigol kêu gọi thế giới cần hoàn thiện cơ chế bồi thường cho phép sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine. Một trong những mục tiêu chính của Hội nghị quốc tế ở Anh là thu hút sự tham gia của các khu vực tư nhân bằng cách đưa ra cơ chế bảo đảm đầu tư vào Ukraine. Gần 500 công ty từ 42 quốc gia đã cam kết tham gia nỗ lực tái thiết Ukraine. Phần lớn trong số 66 tỷ đô la Mỹ đến từ gói viện trợ, gần 55 tỷ đô la Mỹ mà Liên minh châu Âu-EU công bố đêm trước hội nghị, với kế hoạch giải ngân tới năm 2027. Mỹ cũng công bố viện trợ 1,3 tỷ đô la Mỹ tập trung vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Năm ngày 22 tháng 6. Hai nhà lãnh đạo đã nỗ lực thiết lập mối quan hệ Mỹ-Ấn mạnh mẽ hơn, cũng như đối phó với sự ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc. Hãng thông tấn Reuters cho hay, trong phòng bầu dục trước khi vào cuộc trò chuyện, Tổng thống Mỹ nói rằng mối quan hệ giữa hai nước cần phải dựa trên chế độ dân chủ, quyền con người và tự do. Tổng thống Biden và thủ tướng Ấn Độ đã đạt được các thỏa thuận quan trọng về chất bán dẫn, hợp tác công nghệ, hợp tác không gian, quốc phòng và thương mại. Một số thỏa thuận nhằm mục đích đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng đã cố gắng đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc tại khu vực Đại Tây Dương bằng cách tăng cường quan hệ quốc phòng với các quốc gia như Ấn Độ và Úc. Mỹ và Ấn Độ đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng trong bối cảnh một số quan chức Washington lo ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền ở Ấn Độ. Một quan chức Mỹ đã nói với các phóng viên rằng, ông Biden sẽ thảo luận với tổng thống Ấn Độ về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Tuy nhiên trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp mặt, khi các phóng viên hỏi về việc thảo luận về nhân quyền và tự do tôn giáo, Tổng thống Biden không đề cập cụ thể và chỉ nhắc đến mối quan tâm của mình về các quyền và tự do cơ bản. Theo Reuters, Washington muốn Ấn Độ trở thành một lực lượng đối trọng chiến lược với Trung Quốc và chỉ coi Ấn Độ là một đối tác quan trọng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích và cựu quan chức nghi ngờ về khả năng Ấn Độ có thể đứng lên để phối hợp chống lại Bắc Kinh về các vấn đề như Đài Loan. Washington cũng đã thất vọng vì sự gần gũi trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga trong bối cảnh cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Ông Modi đang tìm cách nâng cao tầm ảnh hưởng của Ấn Độ trên cờ trường quốc tế sau mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. Ngày 21 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố chính sách mới hạn chế cấp thị thực cho các quan chức và nhân viên chính phủ nước ngoài, hỗ trợ người dính líu tới hành vi phạm tội, trốn tránh hệ thống tư pháp Mỹ. Chính sách mới có tên gọi là Fallon Smart, tên của thiếu nữ 15 tuổi, là nạn nhân thiệt mạng trong vụ tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy tại tiểu bang Oregon, Mỹ hồi năm 2016. Năm 2018, báo Oregonian đưa tin người bị buộc tội trong vụ tai nạn khiến Fallon Smart tử vong là công dân nước ngoài và có khả năng đã trốn khỏi Mỹ với sự hỗ trợ của chính phủ quê nhà. Trong tuyên bố ngày 21 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng thông tin rằng công dân nước ngoài bị buộc tội gây ra cái chết của thiếu nữ Fallon Smart đã trốn khỏi Mỹ để tránh bị xét xử về tội ngộ sát. Ông khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết ngăn chặn và thúc đẩy trách nhiệm giải trình về sự liên quan bất thường của chính phủ nước ngoài trong việc hỗ trợ kẻ đào tàu trốn tránh hệ thống luật pháp Mỹ. Tuy nhiên, bộ này không thể tiết lộ danh tính của những cá nhân thuộc diện thực hiện theo chính sách thị thực mới vì luật pháp Mỹ quy định bảo mật đối với hồ sơ thị thực. Hãng tin Reuters cho biết, một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ ngày 22 tháng 6 nói rằng 5 người trên chiếc tàu lặn Titan mất tích đã chết trong một vụ nổ thảm khốc. Ocean Gate Expedition, công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ vận hành tàu lặn Titan, cho biết trong một tuyên bố những người đàn ông này là những nhà thám hiểm thực thụ, những người có chung tinh thần phiêu lưu và niềm đam mê sâu sắc đối với việc khám phá và bảo vệ các đại dương trên thế giới. Trái tim của chúng tôi hướng về năm linh hồn này và mọi thành viên trong gia đình họ trong thời gian bi thảm này. Chuẩn đô đốc cảnh sát biển Hoa Kỳ, John Marker cho biết trong một cuộc họp báo, một robot được khai triển từ một con tàu của Canada đã phát hiện ra mảnh vỡ của tàu Titan vào sáng thứ Năm, cách mũi của xác tàu Titanic khoảng 488 mét. Ông Marker nói rằng mảnh vỡ đó cho thấy đã có một vụ nổ thảm khốc đã xảy ra với con tàu. Năm người trên tàu bao gồm tỷ phú và nhà thám hiểm người Anh Hamis Hadin, 58 tuổi, ông trùm kinh doanh người Anh gốc Pakistan, Sajada Damut, 48 tuổi và con trai 19 tuổi Suleiman, nhà hải dương học người Pháp và chuyên gia về tàu Titanic, Paul Harry Margeles, 77 tuổi, và Stockholm Rush, người sáng lập và giám đốc điều hành người Mỹ của Ocean tàu lặn Titan mất tích ngày 18 tháng 6 khi đang chở 5 người trên thực hiện chuyến tham quan sát tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương ở độ sâu gần 4.000 mét, cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km. Lực lượng tuần duyên Mỹ ước tính dưỡng khí trên tàu Titan đủ cho 5 người trong 96 giờ kể từ khi mất tích. Với ước tính này, 5 người trên tàu lặn Titan cạn oxy vào khoảng 7 giờ 10 ngày 22 tháng 6 khoảng 18 giờ 10 phút giờ Việt Nam. Dưỡng khí có thể cạn sớm hơn nếu các hành khách hoảng loạn và hít thở nhiều, nhưng sẽ kéo dài hơn nếu họ biết cách bảo tồn oxy trong không gian chật hẹp. Phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng gấp 2 lần diện tích Connecticut, tiểu bang có lãnh thổ rộng hơn 13.000 km vuông của Mỹ. Victor 6000, robot lạc biển sâu được trang bị trên tàu nghiên cứu Atalante của Pháp, đã tiếp cận gần tàu Titanic để tham gia nỗ lực tìm kiếm tàu lặn Titan. Robot này có khả năng lặn xuống độ sâu 6.000 mét. Máy bay tuần thám P-8 Poseidon của Canada trước đó ghi nhận tiếng động lớn ở gần phía vị trí tàu lặn Titan mất tích sau mỗi 30 phút. 4 giờ sau đó, họ thả thêm phao thủy âm và vẫn nghe thấy âm thanh này. Thưa quý vị, một tin nóng của DKN đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo